Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi em ha. Rồi buổi chiều này lên tiếp cho anh em một cái đầu nén nè, rửa xe phun thuốc ha, máy cổ anh em ha. Em yêu khoa học nè, thích đồ cổ nè. Con này thì ít tiền mà nhiều thịt đó nè anh em. Con này là ti ti nó tới 28 lần ha. Bao anh em là không sọc ti ha, bao lăng mà không sọc nè. Đây, nhẹ nhàng ha. Đây, áp lên nè, thông số đó nha anh em. Rồi, anh em mua thì liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề nha. Thì đầy đủ đồ tay qua anh hút hồi đồ đồng hồ này thì nó hơi cũ. Của cái đồng hồ này em đợi ta, lấy dùm cái đồng hồ đó cái bột. Ha, em sẽ tặng cho anh em thêm một cái đồng hồ nè. Đây, ha, tặng thêm nha anh em, đồng hồ này zin nè, con này tặng nè. Này nó cũng bị bể kiến rồi, bây giờ anh em mình tặng dùng đó. Này đồ thì liền lạc không bể giỡn anh em. Rồi con này bán cho anh em là 1,1 triệu ha, chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Rồi xin kết thúc clip nha. 1,1 triệu.